Awit TV xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 16 tháng 12. Hôm nay là ngày gì? Ngày sinh của ai? Ngày 16 tháng 12 năm 1959 là ngày sinh của ca sĩ Tuấn Vũ. Ông tên thật là Nguyễn Văn Tài. Ông là ca sĩ nhạc vàng nổi tiếng người Mỹ gốc Việt. Vào ngày này năm 1962 là ngày sinh của diễn viên La Gia Lương. Nghệ danh tiếng Anh của ông là Galen Lo. Ông là nam diễn viên điện ảnh kim ca sĩ nổi tiếng người Hồng Kông. Tại hãng phim TVB, La Gia Lương bắt đầu trở nên nổi tiếng với các bộ phim Thần Thám Ly Kỳ và Thiên Địa Hào Tình. Vào ngày này năm 1988 cũng là ngày sinh của Matt Hummels, anh là trung vệ của Borussia Dortmund và đội tuyển bóng đá quốc gia Đức. Nữ ca sĩ, nhạc sĩ người Thụy Điển Zara Larsson, cô sinh ngày 16 tháng 12 năm 1997. Năm 2016, cô đã tham gia thu âm bài hát chính thức của UEFA Euro 2016, This One For You của David Guetta. Ngày mất của ai? Vào ngày này năm 705 là ngày mất của Võ Tắc Thiên. Bà là hoàng hậu và thái hậu của triều Đường, là hoàng đế triều Võ Chu. Ngày 16 tháng 12 năm 1308 là ngày mất của Trần Nhân Tông. Ông là vị hoàng đế thứ ba của nhà Trần nước Đại Việt. Ông trị vì từ ngày 8 tháng 11 năm 1278 đến ngày 16 tháng 4 năm 1293, sau đó làm thái thượng hoàng cho đến khi qua đời. Trần Nhân Tông được Sử Việt đánh giá là một vị hoàng đế anh minh, đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển bền vững của Đại Việt cuối thế kỷ 13, cũng như việc bảo vệ nền độc lập và mở rộng lãnh thổ đất nước. Vào ngày này năm 1982 cũng là ngày mất của Colin Chapman. Ông là kỹ sư và doanh nhân người Anh. Ông là người thành lập hãng xe Lotus Cars. Vào ngày này năm 2010 là ngày mất của Trần Văn Dầu. Ông là nhà hoạt động chính trị, là sử gia người Việt Nam. Sự kiện. Vào ngày này năm 1899, câu lạc bộ bóng đá AC Milan được thành lập bởi hai người Anh, với tên ban đầu là Milan Football và Cricket Club. Cũng vào ngày này năm 1903, khách sạn Taj Mahal Palace and Tower ở Bombay lần đầu tiên mở cửa đón khách. Nước Kazakhstan độc lập từ Liên Xô kể từ ngày 16 tháng 12 năm 1991. Vào ngày này năm 1997, tập phim Dino Centiborigan của Pokemon khiến 685 trẻ em Nhật Bản bị động kinh khi phát sóng trên truyền hình. Ngày 16 tháng 12 năm 2002, tổ chức phi lợi nhuận Creative Commons ban hành giấy phép Creative Commons, một giấy phép bản quyền công cộng cho phép phân phối tác phẩm của một cá nhân. Vào ngày này năm 2009 là ngày bộ phim Avatar được phát hành trên phạm vi quốc tế, sau đó trở thành phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào chương trình kỳ sau.